Nào, con tập gì? Bây giờ, hôm nay con release với cái bài chữ đi sau. Ok. Ngồi vững. Ngồi vững. Rồi. Vô tóc lên chẳng thẳng. Con không hiểu tại sao là lúc mà mẹ quay là con cứ tức con tập ấy, mẹ nghe rất là hay luôn. Nhưng mà mỗi lần mà mẹ bắt đầu quay là đánh sẽ không được như lúc tập. Thì mẹ đã giải thích với Vũ ấy, nó gọi là cái gì nhỉ? Nó gọi là áp lực khi mà bị người khác nhìn. Cái áp lực nó xảy ra với tất cả mọi người và nó xảy ra với tất cả mọi việc mà mình làm luôn. Nếu mình làm một mình mà không có ai nhìn mình ấy thì mình cảm thấy rằng rất là dễ chịu. Thường thường là thế. Nhưng mà khi mà mọc có ai đó nhìn mình thì mình bị phân tán. Đấy là lý do khiến cho con hay bị khớp khi mà mẹ quay. Nhưng mà không sao, chuyện đấy bình thường. Dần dần khi mà nhiều lần như vậy mẹ quay xong con đánh nhiều lần như vậy, dần dần con sẽ cảm giác là nó cũng bình thường như là bình thường vậy. Con sẽ quên đi cái điều đấy. Nên đây là chuyện luyện tập bình thường. Con có thể bắt đầu lại từ đầu nhé. Thank you.
nhiều. Thế thì gì ạ?